được gửi đến sau đây qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Bình. Xin tất cả quý vị một tràng pháo tay cho Thanh Bình. Xin cảm ơn cô MC duyên dáng Thu Hoàng. Thế mình xin trân trọng kính chào quý vị. Trước khi hát thì mình xin kính chúc hội APEC mãi thăng hoa theo thời gian, và tất cả quý vị sẽ có một buổi tối thật nhiều kỷ niệm. Và xin mời những đôi chân vàng yêu nghệ thuật ra sàn nhảy với nhịp điệu tango. Thank you. Xin cảm ơn ca sĩ Thanh Bình.